Thì con ở bên trái màn hình lồng tròn ấy, là con này là mồi đất đeo hai cái khuy ở chân nó, và giọng của nó là giọng thổ pha. Còn con ở giữa màn hình bên phải lồng quả đào cắt mặt này, con này con giọng còi vang rất là hay. Con này nó là mùi treo cây. Hai con này là chim chọi, nó cũng quen nhau rồi, nên là nó cũng không quá căng, nhưng mà cái con bên trái con mùi đất mình tạm gọi là clip 700. Đó. Tướng tá nó như trên, cườm kiếc như trên. Đó. Mình có đánh dấu chim đeo khuy ở chân. Đó. Anh em nào thích, một là con clip 700 là con bên trái lồng tròn, alo 0163530982. Còn em này thì mình với cái video này mình đặt nó là clip số 800. Mình có thể xin nhắc lại, để lại số điện thoại là 0163530982. Clip 700 là con mồi đất giọng thổ pha, clip 800 là con còi vang mồi cây.